non xã Hưng Phú, niềm vui của trẻ, niềm tin của cha mẹ. Xin chào các con. Đến với bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhận biết vị trí của đồ vật phía trên, dưới, trước, sau so với bạn khác. Bây giờ chúng ta cùng vào bài học nhé. Giới thiệu với các con, đây là bạn Nhã Đan. Nhìn xem phía dưới chân bạn Nhã Đan có gì. Đúng rồi, phía dưới chân của bạn Nhã Đan có chú mèo đấy. Bây giờ mình đố các bạn, phía trên đầu mình có gì? Phía trên đầu mình có mũ. Vậy cái mũ nằm ở phía nào của bạn Nhã Đan vậy các con? Nằm ở phía trên. Những đồ vật mà chúng ta phải cúi xuống nhìn thì ở vị trí phía dưới. Còn những đồ vật ở phía trên mà chúng ta phải ngước lên mới nhìn thấy được gọi là phía trên. Nhìn xem trước mặt mình có gì? Trước mặt mình có bình hoa. Trước mặt bạn có bình hoa. Vậy bình hoa đang ở phía nào của bạn? Phải rồi, bình hoa đang ở phía trước của bạn Nhã Đan. Cái bàn đang ở phía nào của tôi? Cái bàn đang ở phía sau của tôi. Những đồ vật phía trước thì chúng ta chỉ cần nhìn thẳng ra trước là sẽ nhìn thấy được. Còn những đồ vật phải ngoái đầu lại mới nhìn thấy được thì nằm ở phía sau. Chúng ta cùng nhận biết lại vị trí đồ vật ở các phía của bạn Nhã Đan nhé. Con mèo phía dưới. Cái mũ phía trên. Bình hoa phía trước. Cái bàn phía sau. Để xem các con đã nắm được bài học chưa, cô mời các con đến với trò chơi siêu trí tuệ. Cách chơi, hãy lắng nghe câu hỏi và suy nghĩ trả lời. Tìm xem đồ vật nào nằm ở phía trước của búp bê. Đúng rồi, đó là chú gấu bông đấy. Hãy gọi tên đồ vật ở phía sau của búp bê. Ngôi nhà. Ông mặt trời nằm ở phía nào của búp bê vậy? Phía trên. Phía trước và phía sau búp bê có gì? Phía trước cây đàn. Phía sau xe ô tô. Hãy tìm và gọi tên đồ vật ở phía trên và phía dưới của búp bê. Phía trên đám mây. Phía dưới thảm. Với những kiến thức các con vừa được học thì cô tin rằng các con đã nhận biết được vị trí của đồ vật trên, dưới, trước, sau so với bạn khác rồi đấy. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.